có đôi lời gợi đến lũ ngụy sử vào bộ phim 90 tập thời đại Hồ Chí Minh biên niên sử truyền hình, cùng với nhân văn giai phẩm giới văn hóa tư tưởng tuyên huấn giáo dục văn hóa văn nghệ. Bài hơi dài các bạn đã hiểu khi đọc cấp cấp học cấp 3, học đại học, học chính trị, nghe báo cáo về truyền đạt một thời sự, và có người đã học lý luận từ cơ sở cấp đến thấp đến cao. Đến xin lỗi cho tôi dừng, cho tôi múa rìu qua mắt thợ, mong mọi người thông cảm. Phần 2. Bỏ từ ngụy trong lịch sử giai đoạn 1948 đến 75. Các giáo sư, tiến sĩ, cử nhân học ngành sử học, có lẽ các ông đã tuổi cả, cao tuổi cả, có thể hơn tôi và có thể bằng tôi hoặc là sắp chỉ bằng tôi. Cái tuổi trong thất thập, lẽ nào các ông không học sử khi học cấp 3? Lẽ nào các ông không thấy từ trẻ em đến cụ già trong giai đoạn 54 và 75 nói đến chế độ của Diệm Thiệu và trên môi âm thanh không toát ra từ ngụy? Không lẽ nào các ông không nghe trên các đài phát thanh và tiếng nói Việt Nam báo tin chiến thắng của quân và dân ta tiêu diệt, loại khỏi dòng chiến đấu tên Mỹ ngụy, và không nghe thấy trên đài truyền hình Việt Nam mỗi khi nói đến các vụ thảm sát ở nhà tù Phú Lợi, đập Vĩnh Trinh, chợ dân dân, và được thiếu từ Mỹ ngụy? Các ông không lẽ không xem các phim nhựa của hãng phim truyền hình Việt Nam của nước Cộng hòa Nhân dân chủ Nhân dân, hãng phim Giải phóng miền Nam, về miền Nam đều có từ ngụy à? Không lẽ các ông không đọc báo Nhân dân hàng ngày nói về tình hình thời sự miền Nam, mọi tin đều có Mỹ ngụy? Và không lẽ mọi áp phích trên các bản tin đầu đường thôn nơi phố thị giao thông đều có từ Mỹ ngụy à? 27 năm đằng đẵng, 1/3 đời người nói đến chính quyền tay sai bù nhìn bán nước do Pháp đẻ ra nặng lên, rồi Mỹ thay vào đổi họ và hơi nuôi nấng sử dụng trong mục đích quyền lợi và xâm lược của Mỹ ở miền Nam Việt Nam. Có lẽ hàng ngày trên đài báo, phim ảnh, văn học, văn thơ, từ dấu sách giáo khoa, sách lịch sử cho đến bản tài liệu của người đứng đầu đảng nhà nước, không phải là lịch sử à? Các ông trong ngành Lê Cương, Lê Cường, Giang Hà, Quốc Khương nói viết sự phải khách quan, trung thực, dạy đảng nhà nước nhân dân Việt Nam cả hai miền Nam Bắc, trẻ từ trẻ đến già, văn bản thông tin giáo dục lúc ấy hàng ngày ròng rã 27 năm đều dùng từ ngụy đấy. Không lẽ không phải là sự kiện diễn ra hay sao các ông? Lịch sử là tồn tại của những sự kiện đã xảy ra tại địa danh, thời gian, không gian và thực số lượng, chất lượng, thêm bớt, tốt xấu cụ thể được ghi vào thêm lời bình, đúng sự việc và lời có lợi cho giáo dục mai sau. Nay các ông đã bỏ đi một sự kiện thì còn gì là khách quan, còn gọi là lịch sử? Nó sẽ què quặt và phản tác dụng giáo dục. Tốt thì phát huy học tập, xấu thì người sau đọc và loại bỏ tính chất xấu ấy, tránh làm gương xấu để tránh không lặp lại. Lịch sử là một phần của tuyên giáo, tuyên huấn và giáo dục. Vậy các ông ghi sử đang đứng đầu để ca ngợi Nguyễn Ánh, Phan Thanh Giản, bỏ từ ngụy, các ông đang tuyên truyền cho ai, đang phục vụ cho ai và cho ai? Chấm hỏi. Lịch sử bị bẻ lái ra khác mà các ông Giang Hà, Cường Quốc bảo dùng từ ngụy để chỉ những tên tay sai bù nhìn bán nước do Pháp Mỹ đẻ ra để giết hại đồng bào ta, nhân dân ta, là miệt thị, biểu cảm mặc cảm, là không nhân văn, hay lợi ích quốc gia vượt trên ý thức hệ? Hay báo chí truyền thông hãy phát tốt ra những đứng lên và chính mình, hay là khi phát hiện cọc gỗ đã xưa ông ta đóng để tiêu diệt giặc thủy quân của Tàu xâm lược, thì ông Vũ Minh Giang đã từng trong hội đóng hội đồng lý luận trung ương và nói và phải thay đổi nhận thức, thậm chí ngược lại về trận Bạch Đằng Giang
Ôi, một phó giáo sư ngành sử học, một tiến sĩ ngành sử, suy nghĩ, hành động ấu trĩ và phản cảm, sặc mùi phản động đến thế ư? Đấy. Vấn đề bộ máy ngụy quyền tồn tại trong thời gian 48 và 75, đó là biểu hiện hiển nhiên tội ác, sai trái về việc làm tốt xấu, các mặt ảnh hưởng đến xã hội ở từng địa phương và trung ương thì lịch sử ghi chép sự tồn tại và diễn biến của nó trên các mọi mặt và là đúng nhưng không được lật kèo đánh đồng đổi trắng thay đen, không được thêm bớt và phải đúng trên quyền lợi giáo dục của dân tộc, của người làm nên chiến thắng, mang bản chất của dân tộc Việt Nam trung dũng kiên cường, dám hy sinh xả thân chống xâm lược và tay sai xây dựng tổ quốc, phát huy và giữ vững truyền thống của dân tộc ngàn đời và độc lập, giang sơn thống nhất và hòa bình. Đấy là trách nhiệm của tiên giáo. Các ông trong ngành sử học nếu bỏ tù ngụy, thay đổi bản chất, thay đổi giá trị của cuộc chiến tranh chống xâm lược của dân tộc ta, nhân dân ta, là rửa mặt cho kẻ xâm lược và xóa tội cho bọn tay sai bù nhìn phản quốc. Anh Lưu Quy Linh anh viết bài hay quá. Tôi hỏi liệu ông Võ Văn Thưởng có hiểu và có biết, có nghe, có thấy không các ông ngụy sử đang múa may ngông cuồng và tự tung tự tác, chiếm hữu lịch sử của dân tộc thành tài sản cá nhân của các ông ấy. Một dạng tham ô chính trị, truyền thông nguy hiểm lớn, tham nhũng và kinh tế họ đang nhảy nhót. Ma trơn tung quả mù đánh cháo khái niệm trong nền khoa học lịch sử của dân tộc trong giai đoạn 48 và 54. Nếu vậy thì các ông trong ngành sử Lê Cường Giang, Hà Quốc Nhã Nhuệ Hiển Cường có phục vụ cho lợi lịch sử Việt Nam không? Các phát biểu của bài viết của các ông ấy có nằm trong hệ thống tuyên giáo quản lý không? Nếu không, tại sao mặt trên báo chí, đài truyền hình để nói về những ý nghĩa hành động phản động đến vậy mà ông vẫn làm thinh, vẫn cho họ là những kẻ ngụy sử, những kẻ tham nhũng về tài sản, tinh thần chính trị, lịch sử, lên thường xuyên giáo dục, giảng đạo đức cho nhân dân ta cả nước. Lời nói và hành động mang tính phản động của các vị ấy không bị ông nhắc nhở, ngăn chặn, không bị ông xử lý. Có lẽ nào ban tuyên giáo tuyên truyền và đánh vào chế độ, đánh vào tương lai, đánh vào truyền thông lịch sử của dân tộc mà lại được thông tin truyền thông cổ vũ động viên, khích lệ và hoan hên, được ông làm tin, mặc nhiên cho họ tự tung tự tác. Chúng tôi không hiểu ông đứng về đảng, đứng về dân tộc hay đang đứng ở đâu. Là cái này anh Lưu Quy Linh anh hỏi về ông Võ Văn Thưởng. Vấn đề Hoàng Sa và các ông trong ngành sử Lê Cường Quốc Giang Hà Nhã Nhuệ Hiển Trục Cương phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là chính danh tồn tại và độc lập, có thủ đô riêng, có quân đội riêng, có biên giới và vị tuyến 17 để thụ đất và liên tục mới có cơ sở đấu tranh với Trung Quốc đòi lại Hoàng Sa và các điểm đảo Trường Sa. Bằng lời lẽ lươn lẹo, xảo trá, cực kỳ nguy hiểm, một nhận thức ấu trĩ về quan điểm cực kỳ phản động mà người dân học chữ ít cũng không nghe lọt lỗ tai. Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, được các chú Nguyễn nhà Tây Sơn và nhà Nguyễn mở mang giữ gìn đến hàng năm, vẫn có những hải đội của nhà vua ra khai thác, bảo vệ và quản lý khi Pháp xâm lược, Nhật xâm lược thì biển đảo ấy vẫn là của Việt Nam. Khi nước Cộng hòa Nhân dân Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời thì tiếp nối sứ mệnh của cha ông và Pháp tái chiếm nước ta, Pháp rút, Mỹ xâm lược, trực tiếp đẻ ra lũ tay sai bù nhìn Sài Gòn, và các đảo ấy vẫn là của Việt Nam dù ngụy còn hay mất.
Mỹ vẫn hay rút nhé lý luận của các vị, nói vậy không lẽ rước bọn phản động đào minh quân về để đòi, để đòi à? Không lẽ công nhận chúng nó, không lẽ miền Bắc xâm lược miền Nam à? Hiệp định Geneva, Việt Nam là nước độc lập có chủ quyền và thống nhất lãnh thổ. Vĩ tuyến 17 là ranh giới tạm thời, không phải là biên giới mà chỉ là ranh giới tập kết của quân đội hai bên Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và phía Bắc là Pháp. Lực lượng thuộc Liên Hiệp Pháp Quốc gia Việt Nam ở phía Nam đến tháng 7 năm 1956, Pháp rút hết về, tổng tuyển cử toàn dân lập nên nhà nước Việt Nam thống nhất. Trong Hiệp định Geneva có từ nào gọi là nước quốc gia Việt Nam đâu? Có là từ nào gọi là vĩ tuyến 17 là ranh giới của quốc gia đâu? Các vị bảo chính quyền quốc gia Việt Nam ký với Pháp công nhận là độc lập nên không ký vào Hiệp định Geneva, là vẫn tồn tại ở nước quốc gia Việt Nam. Ở đây các người trong ngành sử học ngu si không biết hay có cố tình cháo trở lịch sử hay là thay đổi nhận thức về thành xét lại lật sử ngụy sử giặc sử bởi Pháp đẻ ra nặng ra tên ngụy quốc gia Việt Nam thì nó muốn ký gì chẳng được. Pháp có phải là đại diện cho chính phủ hợp pháp Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành lập năm 45 không? Năm ấy Việt Nam giành độc lập từ tay Nhật và chính phủ Trần Trọng Kim bị giải tán thì đâu còn là chính phủ nào trên đất nước Việt Nam ngày 19 tháng 8 năm 45. Đến năm 48, ngoài nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, quốc gia Việt Nam có do bầu cử không? Nó được hình thành do đâu? Do ai? Và mục đích hình thành để làm gì? Không lẽ các ông không hiểu và không biết? Nói chính xác, các ông chẳng ngu đâu, các ông biết đấy, nhưng chỉ là âm mưu lật đổ chế độ và âm mưu ngấm ngầm loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam mà muốn làm tay sai cho ngoại bang, muốn có tiền tài trợ chính lợi ích của cá nhân, lợi ích của dân tộc thôi. Việc này không lẽ ông Võ Văn Thưởng không biết, không hiểu, cứ mặc nhiên cho những người lật sử tự tung tự tác và cứ lên báo đài thường xuyên làm người dân nghi, hoặc họ nói họ bảo Gường Giang Hà Quốc Nhã là giặc sử nội xâm tự diễn biến tự chuyển hóa, và mà sao Đảng nhà nước không xử lý, sao vẫn được Đảng nhà nước cho lên đài truyền hình VTV báo chí trả lời phỏng vấn giao giảng đạo đức, khó hiểu. Vậy chúng tôi biết tên ai? Đấy ông Võ Văn Thưởng ạ. Tuyên truyền truyền thông của ngành để như vậy là đã phản tác dụng, mất đi tính tuyên truyền giáo dục chuyển tải về đường lối chính sách vào dân. Họ thấy ông im nên ông có biết họ kêu ca và không có niềm tin về ông không? Trong vấn đề bộ sử 15 tập đã ra và 30 tập và sắp tới có nhiều người bán tính bán nghi, ông có biết không? Một tuyên truyền lấp liếm xuyên tạc đến mức cực kỳ phản động, không lẽ ông Võ Văn Thưởng không hiểu, không rõ và không biết họ đang mãi mê tích cực phấn khích ra rã trên đài truyền hình, trên báo, và ông không biết, vẫn thấy ông làm thinh, hình như họ nằm ngoài lĩnh vực của ông quản lý. Cá nhân tôi đề nghị ông bớt chút thời gian kiểm tra lại, sao cho có lợi cho chế độ, cho dân, cho Đảng, cho lịch sử, cho ngành ông ạ. Mong ông xem xét. Đây là mình chia sẻ cái bài của phần 3. Tiếp theo tới đây là mình sẽ chia sẻ bài của anh Lưu Quy Linh phần 3. Như thế thì qua cái thời gian mà nói về cái bài là viết về chống xét lại lịch sử thì trong này Cường Giang Lê Hả là tục lâm, anh Lưu Quy Linh anh đưa ra một cái vấn đề rất là cụ thể, phải không mấy anh chị? Để chúng ta thấy rằng trong cái quá trình xét lại lịch sử thì rõ ràng hiện nguyên cái bộ sậu mà viết sử ở đây có những người là tham gia tích cực trong vấn đề đó, thì cũng như các cái tên mà anh Lưu Quy Linh anh đưa ra nổi cộm lên trong vấn đề lịch sử nước nhà.
qua một thời gian dài cái cuộc mà đấu tranh chống về ngụy sử, chống về cái bọn xét lại lịch sử, bỏ đi cầm tường nguy quân nguy quyền. Em chào Dương Bạch, chào Thùy Trang, chào Lê Minh, chào Phạm Trinh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng những cái nổi cộm lên là toàn là muốn rửa mặt cho bọn tay sai bán nước và bè rủ mà để là phục vụ cho ngoại bang. Hiện tiền của đất nước ta hiện nay là tiền thân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, là Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mà được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra, đọc bản tuyên ngôn độc lập năm ngày 2 tháng 9 năm 1945. Như thế thì qua quá trình đấu tranh, trong cái giai đoạn đấu tranh gian khổ và ác liệt của cái dân tộc ta chống giặc ngoại xâm, chống cái bọn đế quốc cường hào ác bá đã đè đầu cởi cổ dân tộc ta, mà cho đến ngày hôm nay đi đến thắng lợi cuối cùng là 30 tháng 4 năm 1975. Như thế thì đất nước phát triển và sánh vai cùng cường quốc Nam Châu, mà các ông này không có chịu tâm đắc để ghi vào lịch sử bằng một cái sự là tinh thần yêu nước của dân tộc, muốn rửa mặt cho bọn ngoại bang, bỏ đi cụm từ nguy quân nguy quyền, và trong đó có một số kẻ đã dinh danh cho bọn ngoại bang. Nói như thế thì như vậy dân tộc ta có đồng ý chuyện này hay không? Rõ ràng là có một cái hệ thống, có một cái đường ngầm đổi là muốn lật đổ chế độ. Như vậy thì dân tộc Việt Nam có đồng ý chấp nhận cái đường lối lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam xuyên suốt từ 30 thì từ năm 1930 ngày 3 tháng 2 năm 1930 đến hôm nay. Đấy. Mà cuộc lãnh đạo này của Đảng ta là một cuộc lãnh đạo trường kỳ, từ lãnh đạo nhân dân Việt Nam, lãnh đạo dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác cho đến ngày hôm nay. Mà đất nước ta phát triển và sánh vai như thế thì các anh các chị nghĩ rằng trong một cái quá trình truyền đạt, trong một cái quá trình lãnh đạo không phải là một chuyện đơn giản. Và các cái tay nhà lịch sử hiện nay ngồi đó để viết lên những cái trang sử mà đã qua, những người làm nên lịch sử người ta không chấp nhận cái điều này, bỏ đi cái cụm từ nguy quân nguy quyền. Như thế thì rõ ràng là sau đó thì ban tuyên giáo có định hướng cho chúng ta, có mở một trang web định hướng là cái thời kỳ từng giai đoạn. Như thế thì theo tôi nghĩ thì chắc có lẽ là ban tuyên giáo cũng thấy được cái việc làm đó. Như vậy thì có còn hơi không, nhưng chính hiện tiền hôm nay những cái vấn đề rút mắt và sai sót này có được những người đó lắng nghe hay không, những người mà đang là muốn lật sử, đang mà muốn là âm thầm để có một cái tư tưởng đó, có một cái tư tưởng là rửa mặt cho ngoại bang, như vậy thì các ông nghĩ gì? Ông Phan Huy Lê ông để lại cho các người trong vấn đề đó ha. Đến ngày hôm nay thì bộ sử 15 tập thì rõ ràng nó như thế nào thì nhân dân ta đã biết rồi, và tất cả các anh các chị rồi các những cái bài viết của anh Lưu Quy Linh, anh viết rất là cụ thể như thế thì rõ ràng, chứ còn cái gì nữa mà mấy ông mà chưa chịu khắc phục sửa chữa, chưa chịu là nhận thức như thế nào để cho nó đúng sai, để tuyên truyền cho nhân dân. Bởi vì á, trong cái cuộc chiến tranh mà để giải phóng dân tộc đó thì không phải là một ở từ ở trên trời rơi xuống, mà cái sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái vai trò rất là lớn đối với dân tộc ta. Dân tộc ta thì tuy nhỏ mà rất là kiên cường trong cái việc mà chống giặc ngoại xâm. Dạ em chào chị Hiền Quang. Như thế thì cái tinh thần yêu nước của dân tộc ta làm sao? Dân tộc ta có một tấm lòng nồng nàn yêu nước, đó là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Mỗi khi tổ quốc ta bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó sẽ nhấn chìm những bè lũ bán nước và bè lũ cướp nước. Như thế thì cái bài học rất là sâu sắc mà trước đây khi mà hồi còn ở cấp 1 đó là chúng tôi đã có học cái bài này đó. Như thế thì các ông ngày nay trong cái sách sử của giáo khoa ngày xưa đó, trước đây đó, là có rất là nhiều bài mà nói về tinh thần dân tộc ra chống giặc ngoại xâm. Mà đến ngày hôm nay các ông là giáo sư, các ông là tiến sĩ, các ông là phó giáo sư, các ông là cái toàn là sĩ sư giáo, mà các ông nói về cái vấn đề lịch sử thì nghe trong nó ấu chỉ, mà đúng là anh Lưu Quy Linh đã nói ấu chỉ là đúng.
Như vậy thì trong cái vai trò mà là làm phim rồi thuyết giảng về trên vấn đề truyền hình, qua đây thì những người mà người ta lên người ta phản biện, người ta đấu tranh về cái việc mà làm của các ông thì rõ ràng là các ông chưa có những cái câu trả lời cho dân được chính đáng. Như chỉ mới đây thì trang web của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đưa ra như thế, thì để coi những người đã muốn rửa mặt trong ngoại bang này đã thực hiện như thế nào. Mong rằng nhà nước ta, đảng ta sẽ thấy được cái điều đó, bởi vì nhân dân á, cũng còn được là nhân dân cũng còn tin vào đảng, tin vào cái đường lối đúng đắn của cái nhà nước ta hiện nay. Bởi vì mới đây thì cái trang web của Ban Tuyên giáo Trung ương đã đưa ra cái điều đó, thì nhân dân vẫn còn một chút lòng tin để và tự hào của dân tộc ta ở đây là có một cái vai trò lãnh đạo nhân dân ta, ở trong đó có cái Ban Tuyên giáo Trung ương. Như vậy thì Ban Tuyên giáo Trung ương cũng nên nhìn nhận một cách là thật sự với chính mình. Chào Út Loan, chào Trần Ngọc. Với chính mình là gì? Là thời gian qua đã có những cái mà là lơ là trong công tác quản lý, trong cái khâu quản lý, để cho cái đám lật sử bóp méo đi sự thật một thời gian dài, mà nhân dân ta cùng anh em cũng như tất cả các cựu chiến binh, những người làm nên lịch sử, người ta phở phở lên trên cái tất cả các diễn đàn của xã hội, mang xã hội để người ta là đấu tranh về cái vấn đề bỏ đi cụm từ nguyên quyền, mà đứng đầu, người đứng đầu bỏ đi cụm từ nguyên quyền đó là ông Phan Huy Lê. Đấy. Như thế thì kéo theo một số người, kéo theo một số phần tử ở trong đó có những cái phần tử là nổi cộm đó, để cho cái bọn chống cộng cực đoan ở bên ngoài nó dựa vào nó xuyên tạc. Như thế thì ở đây rõ ràng là các anh các chị thấy anh Lưu Quý Linh anh đưa cái bài về phần phần 2 của bộ phim Thiên Niên Sử 10 90 tập này, tôi đồng quan điểm với anh ấy, và cũng rất nhiều cựu chiến binh, cũng rất nhiều người dân yêu nước chân chính, người ta đồng tình với anh này. Tại vì những cái việc làm đó thì chính hiện nay các ông đã đưa ra những cái vấn đề đó thì có kiểm chứng, kiểm duyệt, kiểm định hay không, thì cái chuyện đó là chuyện của nhà nước quản lý, chuyện đó là chuyện của Ban Tuyên giáo. Nhưng mà Ban Tuyên giáo ngày gần đây thì đã đưa ra cái điều đó, thì tôi tin rằng cái điều đó là cái điều mà để cho định hướng dư luận đi thẳng vào vấn đề là cái lịch sử của dân tộc Việt Nam không được bóp méo, không được cho kẻ nào mà muốn rửa mặt trong ngoại bang. Như thế thì trong cái bộ phim truyền hình, trong cái bộ phim truyền hình thì nghe đâu rồi cũng có một số là chương trình để sửa lại, chỉnh sửa. Thì các ông bây giờ các ông chỉnh sửa thì các ông cũng phải là trước khi trình chiếu thì các ông cũng phải thông qua những vấn đề gì đó để cho đừng cho nhân dân người ta phàn nàn. Đấy. Mà thực sự trong những người không phải là nhân dân phàn nàn không đâu, mà những người làm nên lịch sử người ta phàn nàn cái điều đó rõ ràng. Bây giờ tôi nói với các vị đó, sau khi mà đập tan cánh cửa thép của Xuân Lộc thì cái tư liệu đó là tư liệu sống, tư liệu đó là cái tư liệu rất là chính xác, mà có những người cựu chiến binh người ta là dẫn hàng năm hàng tháng, có những người người ta nhân dịp lễ người ta là họp hội tụ về đó, người ta cãi lên đánh với cái đám nào, đánh ngụy quân ngụy quyền, đánh với đám bọn chư hầu, đánh gì 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 đó. Nhưng mà trong cái bộ phim đó thì trong cái tập phim đó thì không nói lên cái từ ngụy quân ngụy quyền mà nói là địch và ta thôi. Như thế thì nó không trung thực, nó không khách quan, phải không anh Nguyễn Tài? Cho nên là do đó là ý là tôi nói mới có một tập thôi nha, tôi nói mới có một tập là đập tan cánh cửa thép Xuân Lộc thôi đó, còn 90 tập nữa thì 80 89 tập nữa thì nó như thế nào. Như vậy thì các nhà làm phim, các nhà làm phim phải làm như thế nào, kiểm duyệt phải làm như thế nào đó cho nó thực tế, cho nó đúng đắn, cho nó khách quan, khách quan và khách quan chấp đã và đang diễn ra, cũng như y như cái bài văn tường thuật thôi, các anh các chị thực lại một sự việc đúng đắn, không có thể là thêm mắm dặm muối.
mình thêm những cái gì cho nó sinh động. Còn giả sử như đánh với ngụy quân ngụy quyền thì nói với ngụy quân ngụy quyền, mà trong cái tư liệu cũ là vẫn nói ngụy quân ngụy quyền là cái đơn vị nào đó của chế độ đó, cũng là Việt Nam Cộng Hòa. Thì như thế mới nói mới đúng lận, mà nó mới khách quan lắm. Còn mấy ông nói cái miệng thì nói khách quan mà viết ra làm phim thì nó không khách quan, thì cái chuyện đó là cái chuyện nó không trung thực với cái sự việc đã và đang diễn ra. Đấy. Thì trong cái giai thoại lịch sử cũng thế. Coi như là trong cái câu nói đó là cái tư tưởng Hồ Chí Minh mà đi đến thắng lợi hoàn toàn đó. Từ trận đánh mà Bác Hồ đã ghi rõ ở trong đó luôn. Là quân Ngụy là tiêu hao bao nhiêu, quân Chư Hầu tiêu hao bao nhiêu, quân là Mỹ tiêu hao bao nhiêu, và ta như thế nào, thương vong của ta ra làm sao, và chiến sĩ ta hy sinh như thế nào. Bác Hồ rất nói chuyện rất là rõ, mà cái tài liệu của Bác Hồ đó là tôi rất tiếc rằng mà tôi cho thằng bạn tôi nó mượn nó lấy luôn. Cho nên là trong cái thời đại mà Hồ Chí Minh mà đến thắng lợi, tư tưởng Hồ Chí Minh đến thắng lợi hoàn toàn đó, các anh các chị tìm vào trong cái sách của nhà sách của quân đội, trong cái bài, trong cái tập tài liệu đó nói rất là rõ, chứ không phải như các nhà làm sử để rửa mặt cho ngoại bang. Tôi nói ở đây dân chúng người ta nói đó, các nhà làm sử nó là rửa mặt cho ngoại bang là không có quan chút nào, không quan chút nào hết. Bởi vì của người ta làm sao thì mấy ông không làm vậy, mà mấy ông làm theo cái ý của mấy ông thì rõ ràng là nhân dân người ta là đấu tranh để ra một cái chân lý, mà chân lý đó là chân lý sáng, chân lý đó của một cái dân tộc, chứ không phải là chân lý đó của các ông. Chân lý là đại lễ là đánh đuổi đế quốc, chân lý để giải phóng dân tộc, chân lý để xây dựng bảo vệ tổ quốc, chân lý để là phát triển cái nền độc lập tự do. Mà chính ngày hôm nay các ông làm như thế thì các ông lại bỏ đi cụm từ ngụy quân ngụy quyền, chỉ có bỏ đi cái cụm từ ngụy quân ngụy quyền để lấy lại Hoàng Sa, dễ nghe dễ nhìn dễ nhận dễ chấp nhận. Mấy ông nó tụi nó bên đó nó có chấp nhận cho mấy ông đâu. Bây giờ các ông không tin, các ông lên trên cái chương trình mà trên cái chỗ kênh YouTube đây ở trên đó, cái bọn đu càng nó mạt sát cái chế độ của ta, nó mạt sát cái chế độ Đảng Cộng sản, nó mạt sát cái sự lãnh đạo của Đảng ta hiện nay quá trời nhiều. Thì các ông phải nghiên cứu như thế nào để cho nó dễ nghe dễ nhìn dễ chấp nhận sao. Mấy ông dễ chấp nhận thì tất nhiên là mấy ông dễ chấp nhận, chỉ có mấy ông dễ chấp nhận thôi, nhân dân không có chấp nhận thôi mấy ông, bị nhân dân không có đồng tình điều này. Mà Bác Hồ nói sao là cái gì dễ trăm lần là không dân cũng chịu hả, khó nhà ngàn lần dân liệu cũng xong hả. Bác Hồ nói đó, nhân dân người ta không chấp nhận thì làm sao mấy ông xong được, phải không? Những người làm nên lịch sử người ta không chấp nhận, làm sao mấy ông xong được cái kiểu của mấy ông. Như vậy thì mấy ông ăn cơm của ai? Ăn cơm của dân Việt Nam mà, không giết cho con cháu Việt Nam sau này cái đời hậu thế chứ. Còn mấy ông là sống chừng bao lâu nữa là các ông xóa bỏ cái lịch sử của dân tộc. Ở thế kỷ 20 thì các ông muốn rửa mặt trong ngoại bang thì để qua thế kỷ 21 22 là coi như là dân tộc Việt Nam không còn biết là cái ngụy quân ngụy quyền là ai, phải không? Mà trước mắt là các ông đã rửa mặt cho ngoại bang thì các ông đâu phải là cái như không, mà mấy ông muốn rửa cho nó, mấy ông cũng đã hứa có cái lọc để mấy ông hứa, mấy ông rửa mặt, mấy ông ấy mới rửa được. Rửa mặt cho ngoại bang thì họ sẽ đưa lại cho các ông những cái thứ mà các ông đang cần. Như thế thì áp dụng lạm dụng về vấn đề chính trị để trục lợi cá nhân chính là các ông hiện nay. Tôi nói thẳng như thế là vì sao, mà nếu như không có các ông không có trục lợi cá nhân vì sao các ông phải làm đến điều đó, mà mấy ông là giáo sư tiến sĩ phó giáo sư được không? Rồi một chút nữa tôi nói luôn cái tình hình của ông Dương Trung Quốc đấy, hôm nay phiên tòa xét xử nào tôi nói luôn. Như thế thì rõ ràng là những cái phần tử mà đang ngồi ở trong giáo sư tiến sĩ mà muốn xét lại lịch sử, muốn xét xóa bỏ cái nền độc lập nước nhà mà thoát khỏi cái tay là áp bức thống trị của nước ta thì có một cái vị thế để là rửa mặt. Như chúng tôi hiện nay làm sao mà dám mà ngồi vô trong đó mà sửa lại những cái cụm từ đó, mà cụm từ đó đâu phải là cụm từ của tự nhiên mà nó có cụm từ ngụy quân ngụy quyền. Là hôm đó là tôi xem lại cái tư liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó,
là cái cụm từ nguyên quân quyền nó có từ năm 1947 sau khi mà bác làm cái căn cứ ở Tân Trào thì bất kể hả? Cụm từ nguyên quân quyền nó ra đời từ năm 1947. Như thế thì hiện nay các ông ở cái thời đại Hồ Chí Minh, biên niên sử thời đại Hồ Chí Minh thế ở thế kỷ 20 mà các ông bỏ đi cụm từ nguyên quân nguyên quyền thì các ông là cái gì để cho là xét lại cái vấn đề lịch sử đó của người ta làm sao mấy ông để vậy đi đâu ai nói mấy ông cái gì đâu. À, mấy ông không có cái quyền lợi của các ông trong đó thì các ông, tôi khẳng định với mấy ông là mấy ông không có cái quyền lợi gì ở trong đó thì các ông không bao giờ các ông dám làm điều đó. Mà sửa đi cái cụm từ đó thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề ra cái vấn đề đó thì các ông dám làm cái điều đó thì các ông không có cái chuyện gì mấy ông không dám làm. Phải không chị Thanh Nguyên? À. Như thế thì rõ ràng trong cái vai trò của các ông hiện nay mà các ông đang ăn cơm của Việt Nam, các ông muốn xóa bỏ đi cái tư tưởng của thế hệ sau này. Ở cái thế kỷ 22 là các ông sẽ hoàn thiện. Bởi vì kiếp này kiếp chúng tôi đã đi qua thì kể cả cái kiếp của các ông thì các ông là bây giờ nè, người ta mấy ông viết sử, mấy ông chết rồi thì mấy ông để lại nè lịch sử này của ông Phan Huy Lê, ông để lại như thế này rồi ông Trần Đức Cường, Nguyễn Mạnh Hà rồi nè, như vậy nè, hồi đó được nhà nước Việt Nam công nhận là vậy nè, của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận là giáo sư tiến sĩ này viết như vậy nè. Đúng không? Lúc đó ai con cháu ai cãi được nữa. Cho nên cái dân tộc này hiện có ở thế kỷ thứ 21, nhưng nhìn lại cái thế kỷ 20 thì các ông làm sai đi cái đường lối đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cho nên dân tộc Việt Nam này mà nói tới cái vấn đề động chạm đến Chủ tịch Hồ Chí Minh thì không có kẻ nào thoát khỏi cái dư luận của Việt Nam, dư luận của dân tộc. Phải qua anh Kỳ Bình? Dư luận của dân tộc là gì? Dư luận của dân tộc là những người ta góp phần làm nên cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc. Đấy. Rõ ràng là bỏ đi cầm từ nguyên quân quyền rồi lấy cái biên giới vị tuyến 17 gì đó là làm cái ranh giới để cho có cái chế độ, để cho có cái lời nói là miền Bắc xâm lược miền Nam, phải không? Rồi thêm một cái nữa là có những ông đó, có hàm có vị để đánh giặc rồi xây dinh đánh cho giặc. Đấy. Trong đó là ông Nguyễn Mạnh Hà cũng có nói, cũng là tá nữa đó, cũng giáo sư gì đó. Rồi ông tướng nhà mình rộn ràng lên làm mất đoàn kết đi trong cái nội bộ của cộng đồng mạng, là cũng mấy cái lời nói đó, không chứ như người dân nào mà dám nói điều đó, phải không? Thì rõ ràng ở đây trên cái tinh thần dân tộc người ta đấu tranh cương quyết, không thể chấp nhận cho mấy ông để tội nguyện trong vấn đề sửa lại cái lịch sử nước nhà. Thì ở đây anh Lưu Quy Linh ảnh gửi đến ông Võ Văn Thưởng là trưởng ban tuyên giáo Trung ương, đã vừa qua mà lơ là trong cái công việc mà không kiểm tra, không có đôn đốc, không có nhắc nhở những vấn đề đó mà còn rút mắt ở trên cái không gian mạng này đầy vậy. Vì sao tôi dám nói? Có bằng chứng cụ thể. Một là đưa con mụ Trần Lệ Xuân lên VTV, là cái gia đình Ngô Đình Trị, mà cái tập đoàn của Ngô Đình Trị là cái tập đoàn đó là đè đầu cởi cổ dân tộc Việt Nam là nhiều nhất. Đấy. Nét đẹp của Việt Nam phải đưa bà Tài Nguyên lên tôi không nói, đúng không? Vì mà đâu có đè đầu cởi cổ dân tộc mình đâu, mà cái con nhỏ đó là cái con nhỏ đè đầu cởi cổ của dân tộc Việt Nam. Đấy. Chỉ đạo một cái ekip phụng hoàng của cái bọn tay sai Ngô Đình Diệm là con mụ Trần Lê Sưng vẫn còn nằm chơi chơi đó, mà chưa thấy cái chương trình đó kiểm duyệt, hoặc là chưa thấy cái chương trình đó phơi phán như thế nào trước cộng đồng, trước công chúng. Đấy. Còn lồng ghép lên trên đó có nhiều cái cờ vàng ở trên đó. Như thế thì các ông trên cái ban tuyên giáo Trung ương, như chỗ anh Lưu Quy Linh, anh nói là lơ là trong cái công tác đó thì có cụ thể đó, có dẫn chứng đó. Đấy. Có cơ sở đó. Chào Tiên Ngôn nha. Chào Tâm Ngôn, này thức dậy đi làm rồi vậy? Qua một cái giai đoạn như thế thì một thời gian mà bọn thực dân đè đầu cởi cổ dân tộc ta, kể cả đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai thì trên dưới 30 năm. Như vậy thì các
ông các nhà viết sử, các ông chép lại lịch sử của Việt Nam, các ông có làm cho sáng tỏ để cái con cháu của chúng ta sau này hay không? Thì trong cái ekip này là coi như là có một số ông đã làm đi lu mờ cái hình ảnh đó, làm nó lu mờ đi cái truyền thống của dân tộc, làm cho xấu đi một cái dư luận xã hội, làm cho xấu đi một cái trật tự của không gian mạng. Như vậy thì các ông nghĩ gì trong cái giai đoạn đó? Và nghĩ gì trong cái thời đại hiện nay? Thời đại hiện nay không có cho phép các ông đi bóp méo lịch sử. Lịch sử có làm sao để ưng nguyên dạy cho người ta? Đấy. Tôi thử hỏi ông cho bây giờ cái nghĩa trang, ông đến cái nghĩa trang của Long Khánh mà ông nói cái nghĩa trang của Cần Thơ, ông nói có được không? Không được. Cần Thơ là Cần Thơ, còn Long Khánh là Long Khánh, chứ không có thể là nói là Cần Thơ mà của Long Khánh được, đúng không? Cho nên cái lịch sử mà là ngụy quân ngụy quyền thì để cho ngụy quân ngụy quyền, chứ ông không có thể là gọi là cái từ gì khác được, mà cái từ đó là cái từ của Chủ tịch Hồ Chí Minh đề ra, kêu gọi đánh cho Mỹ Cúc, đánh cho ngụy nhà, mà mấy ông dám làm điều đó thì các ông không có chuyện gì mấy ông không dám làm. Do đó, theo tôi cũng đồng quan điểm với Lưu Quy Linh, ngay cái chỗ ông Võ Văn Thưởng cần nên kiểm tra lại trong cái vấn đề ngành lịch sử, rồi kiểm tra lại trong cái vấn đề cái những người đòi dinh danh cho giặc đấy, đó là 74 thằng lính ngụy có tinh thần yêu nước, nó yêu nước mắm hay là yêu nước bạc khí hay là nó yêu nước gì đó thì cãi cha nó, chứ không phải là nó yêu cái nước Việt Nam này. Nước Việt Nam này nó yêu mà nó giết hàng loạt, nó giết hàng là cả một cái thế hệ mà từ hồi là khi mà bọn cướp nước cho đến là đến khi mà giải phóng dân tộc. Yêu nước cái kiểu gì vậy? Nó yêu nước cái 30-40 năm dữ vậy? Đấy. Nó có tinh thần yêu nước gì? Yêu nước mắm hay yêu nước ba khía của quê tôi? Hay là nó yêu nước cái gì đó? Chứ còn yêu nước Việt Nam kỳ cục vậy? Còn mấy ông mà muốn là công nhận cho cái lời nói mà đúng sai thì mấy ông lên mấy ông công nhận đi. Mấy ông nói chúng tôi là đồng quan điểm với cái những người mà là nói là Việt Nam Cộng Hòa có tinh thần yêu nước. Mấy ông cứ mở diễn đàn mấy ông nói để cho nhân dân người ta nhận diện. Còn với chúng tôi là cái quan điểm lập trường đó là kẻ nào dinh danh cho giặc là kẻ đó không có đúng đắn cái đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam đó là lãnh đạo nhân dân Việt Nam từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, là trường kỳ xuyên suốt trong quá trình từ khi ngày 3 tháng 2 năm 1930 cho đến là 30 tháng 4 năm 75, là đến ngày thắng lợi cuối cùng, và hiện nay là Đảng Cộng sản Việt Nam đứng vững trên cái mặt trận là lãnh đạo nhân dân để cùng sánh vai với cường quốc Nam Châu. Đó là một điều hiển nhiên. Cho nên là mấy ông cứ mạnh dạn, mấy ông cứ nói là những cái thằng lính ngụy là có tinh thần yêu nước thì trong năm 1974 đó. Còn tất cả các anh em binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa trước đây, chúng tôi không nói tới cái điều đó, bởi vì là sau khi giải phóng chúng tôi không nhắc. Nhưng tại những người này đưa ra những cái tinh thần đó thì chúng tôi sẽ nhắc để cho các anh thấy rằng có những người có một những cái tư tưởng lệch lạc mà trong làm quan rồi không đó. Ở đây tôi nói trên tất cả các diễn đàn mà tôi tham gia, trên tất cả các diễn đàn tôi chấp nhận cái điều này, là vì Đảng Cộng sản Việt Nam là một cái ánh đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam và lãnh đạo nhân dân Việt Nam. Đấy, như thế. Còn kẻ nào đi ngược lại cái đường lối đúng đắn của Đảng thì cái kẻ đó bị bánh xe lịch sử nó cán thì gán chịu. Rõ ràng như thế. Không thể chấp nhận được điều này. Đấy. Rồi bên cạnh đó thì vừa qua đó thì chúng ta chính là cái quan điểm của anh Lưu Quy Linh, anh đưa ra đây những cái điều mà chúng ta cần tâm đắc và để chúng ta nhìn nhận một cách công tâm và thực tế. Đấy. Như thế thì phần 2 của cái bài anh Lưu Quy Linh anh viết về cái bộ phim Thiên niên sử 90 tập thời đại Hồ Chí Minh đó. Ở thế kỷ 20 mà chúng ta đang sống trong đất nước hòa bình ở thế kỷ thứ 21. Như thế thì cả một cái dân tộc của chúng ta đã gồng mình gánh chịu những cái mà chiến tranh của thế kỷ 20. Các anh các chị biết rồi. Đầu rơi máu chảy rồi, con xa cha vợ xa chồng, anh em xa nhau trong cái vấn đề đó là do đế quốc tay sai mà để là chia cắt. Rồi là chia cắt miền Nam là một ranh giới tạm thời để chia cắt.
ai chia cắt, rồi cho đến là khi mà bọn xâm lược nó nhảy vào, chúng ta là thực hiện theo cái lời huấn thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đánh cho Mỹ cút, đánh cho người nhà, chúng ta làm được điều đó. Ở thế kỷ 20 mà ngày trọng đại nhất là 30 tháng 4 năm 75. Tới giờ thế thì tất cả các anh chị nhìn thấy một chặng đường đấu tranh gian khổ của dân tộc Việt Nam đâu phải là một chuyện từ trên trời rơi xuống, mà từ cái hệ thống, một cái dòng máu lạc hồng, dù cho một bất cứ một kẻ thù có mạnh cỡ nào đi chăng nữa, chúng ta cũng đấu tranh giải phóng dân tộc, mà cái kết của nó là chiến thắng 30 tháng 4 năm 75. Cho đến ngày hôm nay đất nước ta đã sánh vai cùng là cường quốc Nam Châu, thì cũng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói để lại cho chúng ta. Đấy, thì qua đây em cũng đồng quan điểm với cái bài của Lưu Quy Linh. Và sau đó hôm nay thì cái phiên tòa xét xử của cái vụ án Lê Đình Kình thì đang được cộng đồng quốc tế cũng như là người Việt của chúng ta đang theo dõi cái vấn đề này. Thì qua cái quá trình mà đấu tranh, qua cái quá trình mà bọn chúng đã là ngang nhiên là chống lại cái những người thực hành làm nhiệm vụ ở trong cái tháng 9 vừa qua, tháng 9 là tháng 9 năm ngoái á. Cho đến hôm nay thì hoàn tất hồ sơ, thì hội đồng xét xử của tòa án tố cao hôm nay cũng đưa ra xét xử những vấn đề đó. Bên cạnh đó thì trong đó có những cái ông mà trước đây đã là làm cho cái cộng đồng sôi nổi lên. Em chào anh Trần Thanh Hòa, em chào anh Viên Đức. Là gì? Ở nơi đó sau khi mà cái đám mà đồng tâm này đó là bắt tất cả các 38 chiến sĩ làm nhiệm vụ, rồi phát ngôn như thế, đến khi mà dẫn đến một cái tình trạng đó là giết những cán bộ chiến sĩ công an của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ, rồi xảy ra cái giết người man rợ. Như vậy thì bên cạnh đó thì có những cái mà mấy ông nghị của chúng ta có dính dấp trong vấn đề đó, phát ngôn. Thì hôm nay tôi cũng nhân dịp này tôi sẽ cho các anh các chị nghe là vấn đề này. Bởi vì trước đây á, sau khi mà những tháng ngày mà anh chị em làm nhiệm vụ, các đồng chí công an làm nhiệm vụ ở nơi mà đồng tâm xảy ra đó, thì cái này mình xuyên qua chia sẻ cái bài của Lưu Quy Linh xong rồi đàng hoàng, cái nhân dịp này mình cũng chia sẻ luôn với một số vấn đề của cái vụ án Lê Đình Kình. Như thế thì nào là bơm xăng, nào là thách thức lực lượng làm nhiệm vụ. Như vậy thì có phải là cái đám của Lê Đình Kình á, là cho rằng là nhà nước ta, đất nước ta không có pháp quyền hay không? Rồi bên cạnh đó là vì sao mà có những cái lời nói đó? Bây giờ trước đây là coi như là thực hiện theo cái nhiệm vụ của lệnh cấp trên là các chiến sĩ lực lượng vũ trang cũng như là các chiến sĩ cảnh sát cơ động mà đến làm nhiệm vụ thì mà đã được lãnh đạo là coi như là tuyệt đối để cho là không có hành động để cho nhân dân bắt. 38 chiến sĩ cảnh sát cơ động nếu như được lệnh mà nhà nước ta không có nhân quyền, nhà nước ta không có pháp quyền, mà nếu như mà như cái đám ngụy ngày xưa đó, thì không thể cái đám Lê Đình Kình bắt được 38 chiến sĩ cảnh sát cơ động, rõ ràng như vậy. Nó cầm súng trong tay, nó làm gì, nó cà chớn là nó tiêu diệt ngay tức khắc. Nhưng mà cái tinh thần của dân tộc, cái tinh thần lãnh đạo của cách mạng Việt Nam cũng như là lãnh đạo hiện nay ra lệnh cho tất cả các chiến sĩ không được manh động với những người dân, đó là cái nhân quyền quá cao, đúng không các anh chị? Người ta súng trong tay mà dân tay không mà để cho là dân bắt, đó là một cái nhân văn rất là tuyệt vời của cái lãnh đạo chỉ đạo ở trong cái khâu mà làm nhiệm vụ. Như vậy thì bên cạnh đó là có những cái trường hợp như thế này. Đấy. Vì sao mà nó có cái chuyện đó nó xảy ra mà đến ngày hôm nay không biết là giải quyết được cái vấn đề gì chưa trong vấn đề đó, mà chính ngày hôm nay là giải quyết cụ thể chưa giải quyết được vấn đề đó, nhưng mà có những người có liên quan trong cái vấn đề này thì theo cái lời nói này các anh các chị nhận xét như thế nào nha. Đây đã tôi cho các anh chị xem luôn nè, sẵn dịp mà tòa án ra mà nó xử luôn nè. Cháu ở nhà
Đây đây đây. Thế đến bây giờ thì có Hà Nội đã thanh toán tiền cơm cho họ chưa? Họ bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em. Nói rằng con cháu ở nhà cũng không được chăm nom như thế. Tôi cũng biết đến bây giờ thì có Hà Nội đã thanh toán tiền cơm cho họ chưa? Họ bỏ tiền túi ra nuôi dưỡng anh em. Nói rằng con cháu ở nhà cũng không được chăm nom như thế. Như thế thì các anh các chị biết ông này là ai gì đúng không? Ông ta là nói với chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đòi nhân dân đòi chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố là trả tiền cơm cho những người dân bắt các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ, ngang nhiên bắt các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ, 38 chiến sĩ công an làm nhiệm vụ đợt đó. Đây là ông Nghị Dương Trung Quốc có dính dấp trong cái vấn đề vụ án của Đồng Tâm. Như thế thì dẫn đến cái tình trạng xảy ra là cha con của Lê Đình Kình mua bom, mua lựu đạn, mua xăng, mua lựu đạn để giết các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ ở đó là lần thứ hai. Hay lần trước là 38 chiến sĩ ra bị bắt thì ông Dương Trung Quốc ổng đòi là đòi tiền cơm cho nhân dân ở đó. Việc làm đó đúng hay sai các anh các chị? Thì ở trong cái xã hội của ta hiện nay có rất nhiều cái trường hợp mà nhúng tay vào những cái chuyện không đáng có. Như vậy thì cái ông này xử lý như thế nào? Ông biết gì về trong cái vấn đề vụ án của Đồng Tâm? Có phải nếu như ổng là trong cái vụ án Đồng Tâm xảy ra, nếu như ổng nói cái kiểu đó, theo dân người ta đánh giá đó là ông này có mà làm cái đoàn xe thúc đẩy trong cái việc mà ngay cái chỗ dẫn đến cái tình trạng mà gây ra cái hậu quả nghiêm trọng, giết tất cả các chiến sĩ, ba chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở đó, sân bay Miếu Môn. Mà trong khi đó là cái dân này là không có một cái liên quan gì ở trong cái việc đó. Như vậy thì ông Dương Trung Quốc là ông đại biểu quốc hội, ông nhúng tay việc làm nó đúng hay sai? Cho nên là từ cái chỗ mà không đi sâu đi sát sự việc, không đi sâu đi sát vụ việc, đến ngày hôm nay tôi mong rằng tòa án sẽ mời ông Dương Trung Quốc lên trên đó để cho ông ta chứng kiến rằng rõ ràng cái sự việc đó nó như thế nào. Chắc chắn là chắc có đó, theo tôi thì tôi nghĩ là chắc có, bởi vì ông ta có liên quan trong cái những vấn đề là 38 chiến sĩ ổng lên tiếng bắt 38 chiến sĩ đòi là ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là trả tiền cơm cho dân, mà người ta đi làm nhiệm vụ mà để cho như là lãnh đạo để cho là nhân dân là bắt 38 chiến sĩ đó rồi là đòi lại tiền cơm. Thì như thế thì ông Dương Trung Quốc ổng nhìn cái quan điểm ổng có đúng hay sai đấy. Thì qua đây sáng ngày cũng chia sẻ với quý anh chị cái bài của anh Lưu Quy Linh và sẵn đồng quan điểm với anh ấy, rồi chia sẻ luôn nhân ngày mà tòa án xử cái bọn mà giết người không gớm tay của cái đám Lê Đình Kình, đám giặc già Lê Đình Kình mua bom mua lựu đạn về là giết các chiến sĩ của chúng ta.